Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video về thay củ dầu phanh. Củ phanh dầu phía dưới của xe WRSX. Đây nhé các bạn. Tháo ra. Thay công và tip 12. Mới này, mình thay vào nhá.
Chào các bạn, mình đã làm xong việc nha. Thay xong ok rồi. Rồi cho các bạn xem này. Đây nha. Đây. Thay xong. Là củ cũ. Tháo ra. Củ này bị kẹt này. Mình đã thay củ mới rồi.